Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là đầu tuần chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về một số tài liệu nổi bật đã được đưa ra. Trước hết các bạn có thể cũng đã nghe nói tới cái tin là một sản phẩm gọi là Bitcoin ETN đã bị đình chỉ hoạt động từ ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Tin tức này là như thế nào chúng ta sẽ nói về một số chi tiết. Cách đây 2 tháng có nghĩa là hồi tháng 7 năm nay, công ty thị điện XBT Provider họ đã đưa ra một cái sản phẩm gọi là Bitcoin Exchange Traded Note hay còn gọi là ETN sản phẩm này đã được tung ra trên thị trường Mỹ và bây giờ thì ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đã đình chỉ hoạt động sản phẩm này trong vòng 10 ngày họ sẽ ngưng hoạt động sản phẩm này từ ngày 10 tây tháng 9 cho đến ngày 20 tây tháng 9 thì lý do tại sao ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ lại cấm sản phẩm này hoạt động trong vòng 10 ngày này sản phẩm ETN này thì bây giờ là có hai ký tự trên sàn giao dịch một cái gọi là Bitcoin Tracker One với ký tự là CXBTF một cái gọi là Ether Tracker One về ký tự là CETHF ban quản lý chứng khoán của hoa kỳ nghĩ là hai cái ký tự này hai sản phẩm này có thể gây ra nhiều sự nhầm lẫn tại vì nhiều người có thể nghĩ đây chính là sản phẩm ETF mà chúng ta mong đợi từ bấy lâu nay nhưng mà cái sản phẩm ETF rất là khác với sản phẩm ETN này ETF mà chúng ta mong đợi từ CBOE đó là một loại sản phẩm mà cổ phần chính là cái quyền sở hữu của đồng bitcoin chính thức còn sản phẩm ETN này chỉ là một giấy ghi nợ, không có đồng Bitcoin đứng sau lưng. Vì cái lý do đó cho nên bang quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ muốn xem xét lại cái loại sản phẩm này để tránh gây ra nhiều sự thiệt hại cho người đầu tư. Thực ra thì tin tức này không phải là một tin tức lớn, nhiều bạn đọc tin tức này thì có thể gây ra nhiều sự hiểu lầm. Tại vì tin tức này thật sự là không phải liên quan trực tiếp tới đồng Bitcoin hay là đồng Ethereum. Bất cứ một cái sản phẩm nào mà đưa ra sàn chứng khoán mà có thể gây ra cái sự nhầm lẫn thì ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ cũng sẽ làm cái việc tương tự. Nếu như đây là một sản phẩm liên quan tới vàng hay là tới dầu hỏa hay là tới chứng khoán thì cũng tương tự. Ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ cũng sẽ ngưng hoạt động tạm thời cho nên đây không có liên quan gì tới tiền kỹ thuật số. Thường thấy hôm nay có nhiều tin tức được đưa ra về cái tin này họ muốn nhân cơ hội này để mà làm quấy rối thị trường Tin tức này cũng không có liên quan gì đến cái việc mà CBOE Bitcoin ETF có được thành công hay là không. Cái đó chúng ta phải tiếp tục chờ khoảng chừng là hai tuần đổ lại chúng ta sẽ có được kết quả. Một là họ sẽ không chấp nhận, hai họ có thể là chấp nhận, còn ba là họ có thể là đình chỉ lại thêm một số thời gian nữa. Các bạn cũng đã biết là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ có quyền hoãn lại tới 8 tháng có nghĩa là nếu như mà họ tiếp tục hoãn lại có thể là tới tháng 3 năm 2019 chúng ta mới có được kết quả về Bitcoin ETF có được thông qua hay là không. Kế tiếp chúng ta sẽ nói về đồng Ethereum. Thường biết là chúng ta đã dành thời gian trong vòng 3 ngày vừa qua nói về đồng Ethereum. Tại vì hiện bây giờ đồng Ethereum là một cái tiêu đề mà nhiều người quan tâm tới. Và hôm nay chúng ta muốn nói về một cái khía cạnh khác của đồng Ethereum đó chính là cái khía cạnh của các trader các bạn cũng đã biết là đồng Ethereum lúc mà lên cái đỉnh cao nhất là khoảng 1.400 đô bây giờ đã mất đi là khoảng 86 phần trăm của giá trị đồng này còn với cái việc là giá cả đồng Ethereum đã đi xuống rất nhiều trong thời gian mấy ngày vừa qua các bạn thấy là bây giờ trên màn hình đã đi xuống dưới cái mức là dưới 200 đô chỉ còn khoảng là 195 196 đô la thì cộng với cái việc này là chúng ta thấy là cái số lượng người mà short đồng Ethereum đã lên rất là cao, nhất là trên sàn Bitfinex. Trong thời điểm hiện tại có thể lên tới cái mức là 250.000 đồng Ethereum đã được short là cái mức cao nhất trong vòng 2 tuần vừa qua. Điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn thấy cái số lượng short lên cao của những đồng lớn như là đồng Bitcoin, đồng Ethereum thì cái số lượng short càng lên cao thì càng nguy hiểm cho những người mà short có nghĩa là khi các bạn thấy cái số lượng lên cao này thì cơ hội mà bị cháy tài khoản cũng rất là cao các bạn cũng đã thấy được là cách đây khoảng chừng là một tuần khi mà cái số lượng sốt của đồng bitcoin lên cao sau đó chúng ta thấy là đồng bitcoin đã liên tục tăng và những người mà sốt đã bị cháy tài khoản rất nhiều và cũng trong thời điểm đó có thể là cố tình có thể là vô tình các bạn cũng đã thấy là sàn mà chơi số chơi margin bitmax cũng đã ngưng giao dịch trong vòng 2 tiếng đồng hồ khi mà họ bảo trì cái mạng lưới của họ và khi mà họ mở cho dư trở lại thì một số người khi mà bị con lên cao họ đã không cách nào để mà đăng nhập vào chương mục của họ để mà đóng những cái lệnh đó lại cho nên cuối cùng họ cũng đã bị mất đi khá nhiều tiền. Nhưng mà các bạn cũng biết là chơi số thì cũng như là mua bán bình thường. Khi mà các bạn mua một đồng bình thường thì các bạn thấy là những người mà mua trước thì khi mà đồng tăng giá trị có thể là họ đã bán đồng đó và chốt lời. Những người mà đi mua theo sau, ảo theo phía sau lưng thì thường thường sẽ bị đu đỉnh thì ngược lại các bạn thấy là chơi short thì cũng tương tự những người mà họ đã short trước đây khi mà đồng tiền đi xuống trong vòng 2 à, tuần vừa qua thì họ có thể là đã chốt lời những người mà đi theo sau lưng mà tiếp tục short thì người những người này có thể là có cơ hội là sẽ bị lỗ tuy nhiên đây chỉ là những chia sẻ cá nhân của thuận về những gì mà chúng ta đã trải qua trong vòng mấy tháng vừa qua đây không phải là lời khuyên đầu tư các bạn cũng phải xem xét trước khi mà đặt định giao dịch còn nói về đồng Ethereum thì trong tương lai giá cả sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi hai điều. Điều thứ nhất chính là cái cập nhật kế tiếp của đồng Ethereum là họ muốn đưa ra là trước tháng 10, đó chính là cập nhật Constantinople. Còn điều thứ hai đó chính là liên quan tới hợp đồng tương lai của đồng Ethereum có được tung ra bởi CBOE và CME hay là không. Thì hai điều này là có thể là có sức ảnh hưởng đối với giá cả. Tuy nhiên về cái sự ảnh hưởng như thế nào thì tôi nghĩ là mỗi bạn đều sẽ có cái ý nghĩ khác nhau. Nhiều người thì bây giờ là chỉ trích đồng Ethereum tại vì họ thấy là đồng Ethereum không có giữ giá trị được. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trang web All Time High Coin Index, các bạn thấy trên màn hình, thì đồng Ethereum lúc mà giá trị cao nhất là ngày 13 tháng 1 năm 2018. Lúc đó cái giá trị đồng Ethereum là 1432 và bây giờ chúng ta thấy là mất đi khoảng 86,26%. Nhưng mà các bạn nhìn vào những nền tảng khác như là nền tảng Cardano các bạn thấy là giá trị cao nhất là ngày 4 tháng 1 năm 2018 Lúc đó đồng này giá trị là 1 đồng 33 cent bây giờ là mất đi 94,42%. Còn đồng Ripple các bạn cũng đang thấy là cái lúc cao nhất cũng là ngày 4 tháng 1, lúc đó là 3 đồng 84 cent cho 1 đồng Ripple đồng XRP. Bây giờ các bạn đang thấy là xuống 92,95%. Thì các bạn cũng đang thấy được là cái tốc độ xuống của một số đồng khác vẫn cao hơn đồng Ethereum rất là nhiều. Tuy là các bạn cảm thấy là Ethereum xuống nhanh hơn Nhưng mà các bạn nhìn vào cái tài liệu này Các bạn cũng đã thấy được là có rất nhiều đồng khác xuống còn nhanh hơn đồng Ethereum Một tin tức khác cũng liên quan tới hệ thống Ethereum Đó chính là sàn Gemini Cái sàn mà giao dịch tiền thuật số nổi tiếng ở New York Thì sàn này họ cũng muốn đưa ra một cái đồng mà giữ giá trị ổn định Tương tự như là chúng ta giao dịch bằng đồng Tether Hay là bằng đồng TrueUSD Và cái đồng này là sẽ ở trên mạng lưới của Ethereum cái đồng này thì cũng tương tự như là đồng tether mỗi một đồng này họ gọi là đồng Gemini Dollar thì sẽ có một đô la để mà dự trữ và cái số tiền này sẽ được bảo quản bởi ngân hàng State Street Bank và cũng sẽ được bảo hiểm bởi FDIC đây cũng là nơi mà bảo hiểm cho các ngân hàng và đương nhiên thì cũng tương tự như là chương một ngân hàng chỉ được bảo hiểm lên tới một mức nào đó nhiều người có thể nghĩ là chúng ta có thực sự là cần nhiều đồng ổn định như vậy hay là không ngoài trừ ba đồng này thì trên thị trường còn rất nhiều những đồng ổn định khác. Điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta nhìn vào rất nhiều sàn giao dịch, họ không có cách nào để mà giao dịch bằng đồng đô la hay là à, bằng đồng bảng anh hay là bằng đồng euro trực tiếp, tại vì cái việc mà thông qua ngân hàng sẽ rất là khó khăn. Cho nên khi mà các bạn có những cái đồng ổn định này, thì coi như là các bạn giao dịch thông qua đồng này cũng như là thông qua tiền mặt thì đương nhiên sẽ tiện lợi hơn tại vì các bạn không cần phải rút tiền về ngân hàng mỗi lần mà các bạn bán đồng và mỗi lần mà các bạn muốn mua đồng thì không cần phải chuyển tiền từ ngân hàng trở lên sàn cho nên rất nhiều sàn cần những cái đồng ổn định và thường cảm thấy thì chúng ta càng có nhiều đồng ổn định thì càng tốt cho thị trường các bạn cũng đã biết là trong vòng mấy năm vừa qua chúng ta chỉ có một đồng ổn định lớn nhất đó chính là đồng Tether và khi mà thị trường chỉ có một đồng Tether là đồng ổn định duy nhất thì các bạn cũng đã biết là có rất nhiều lo ngại là cái công ty Tether có thực sự là có tiền dự trữ như là họ đã nói hay là không và điều này cũng đã gây rất nhiều cái sự tranh cãi và lo ngại trên thị trường nhưng mà tôi cảm thấy là gần đây hầu như không còn ai nói tới cái sự nguy hiểm của đồng Tether tại vì chúng ta thấy là ngoài chỉ đồng Tether ra các bạn có thể giao dịch với rất là nhiều những đồng khác nhau như là đồng True USD bây giờ chúng ta cũng có thể giao dịch bằng đồng Gemini Dollar còn nhìn vào tổng quát thị trường các bạn đã thấy là tổng quát thị trường hôm nay là cũng khá im lặng không có nhiều sự thay đổi về mặt giá cả so với ngày hôm qua nhưng mà các bạn cũng đã thấy là tổng số vốn hóa một lần nữa đã xuống dưới cái mức là 200 tỷ bây giờ chỉ còn có 197 tỷ một điều nữa các bạn cũng đã thấy trên màn hình là bây giờ là tổng số vốn hóa đồng Bitcoin đã chiếm tỷ lệ là gần như 56% của tất cả thị trường. Thực sự mới nói cái tê vài tháng thực không có nghĩ là đồng Bitcoin có thể qua khỏi cái mức 45%. Các bạn đã biết là trước đây thì đồng Bitcoin là đồng đứng đầu có thể chiếm cái tỷ lệ lên tới 80-90%. Sau khi mà các altcoin ra đời các bạn đã thấy là Bitcoin có thể xuống cái mức tổng số phần trăm là dưới 40%. Các bạn cũng đã thấy là khi mà thị trường không được ổn thì người ta thường sẽ dồn tiền vào đồng Bitcoin làm cho phần trăm của đồng Bitcoin lại tăng lên hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thuần sẽ hẹn lại các bạn trong video ngày mai. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các Bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.